Xin chào mọi người đến với kênh Mom Cooking. Hôm nay mình sẽ nấu món giò nha mọi người. Giò mình ăn cùng với bún nha. Thì mình đã rửa sạch giò, thì bây giờ mình sẽ ướp giò với lại các gia vị như là đường, bột ngọt, hạt nêm, nghệ và nước mắm nha mọi người. Đó. Thì bây giờ mình sẽ là ướp xong rồi thì mình đi cho hành tím vào cho ướp cho thịt thơm nha. Thì mình sẽ sắc hành tím lại ướp vào chung với lại giò cho nó thơm đó mọi người. Xong thì là mình để cho thịt gà được ướp trong khoảng 15 đến 30 phút cho thịt thấm đều gia vị nha. Thịt giò hôm nay mình nấu ăn với bún để thay đồ món ăn cho cả gia đình đó, rất là ngon luôn đó. Các bạn có thấy không, mình đã ướp thêm ít nghệ vào trong giò cho nó có màu nè mọi người. Và sau đó thì mình sẽ đi nấu bếp củi nha. Mình sẽ nhóm bếp củi để mình nấu nha mọi người. Thì mình nhóm bếp củi để mình nấu thì mình sẽ dùng củi tre và mình dùng lá chuối để mình nhóm lửa đó. Đó, lửa cháy thì mình nấu giò bằng củi nó sẽ rất là nhanh và nó không có bị hao ga, mình sẽ tiết kiệm ga nha. Thì mình mời mọi người hãy xem cái kênh Mom Cooking để ủng hộ mình nhé mọi người. Mình sẽ nấu nước nha. Nước sôi rồi thì mình sẽ bỏ giò vào nha mọi người. Đó, mình sẽ nấu cho trong khoảng là một tiếng luôn cho giò nó mềm và nó cái nước giò nó ngọt đó mọi người. Thì mình sẽ bỏ thêm cà rốt vào nha. Đây, giò mình đã nấu đều chín rồi đây nè. Mình đã gia vị thì mình đã ướp sẵn rồi. Thì bây giờ mình nêm nếm, nếu mà có hơi lạc thì mình sẽ thêm vào ít muối nha. Mình hãy xem kênh nhé.